chính thức hết 15 ngày miễn phí, tàu điện Metro Nhổn ga Hà Nội đón khoảng 750.000 lượt hành khách và cũng thất lạc luôn hàng nghìn thẻ vé. Tuyến tàu điện Nhổn ga Hà Nội vừa kết thúc 15 ngày phục vụ miễn phí. Từ sáng 23 tháng 8, hành khách có thể bắt đầu mua vé đi tàu tại các máy bán vé tự động hoặc mua tại quầy. Sau 15 ngày mở cửa, tuyến tàu mới đã phục vụ khoảng 750.000 lượt hành khách. Theo đánh giá của đơn vị vận hành, lưu lượng đi tàu sau khi kết thúc 15 ngày miễn phí sẽ giảm, tiếp cận dần đến lượng khách sử dụng thường xuyên. Dự kiến sau 2 tháng bán vé, lượng khách sẽ đạt mức ổn định. Trong 15 ngày vận hành, nhân viên Hà Nội Metro ghi nhận lượng lớn thẻ token, thẻ vé bị thất thoát. Trung bình mỗi ngày có hàng trăm lượt khách không trả lại token. Thông thường, hành khách quẹt token tại cửa tự động để lên sân ga. Khi xuống tàu và rời khỏi nhà ga, hành khách nhét trả token vào cửa tự động để cửa mở. Tuy nhiên, nhiều hành khách sau khi nhận token miễn phí đã không dùng token để qua cửa mà mang luôn về nhà. Để nâng cao văn hóa sử dụng tàu điện, Hà Nội Metro khuyến cáo hành khách nghiêm túc thực hiện theo hướng dẫn của nhân viên nhà ga. Khi mua vé phải xếp hàng, không chen lấn xô đẩy, giữ vé trong suốt hành trình di chuyển và trả lại vé khi ra ga.